Chưa đến 2 tỷ mà nhà 40 mét vuông thì quý vị có thể lựa chọn cho mình một ngôi nhà ở đâu, lô góc hai mặt thoáng, lại còn ô tô đi qua, ô tô đỗ cửa, với căn nhà mà giá bán chỉ có 1 tỷ 8, 1 tỷ 9, sổ đỏ đầy đủ, riêng biệt từng căn, xây dựng nhà xây mới. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá cụ thể căn nhà ngay trong video này, gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, bám theo trục đường quốc lộ 6 ra Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Mời quý vị theo anh vào cụ thể khám phá ngôi nhà. Với căn nhà 40 m², lô góc này thì cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là một lớp cửa gỗ, căn nhà được hoàn thiện xong hết 100%, đúng như hiện trạng quý vị dọn đồ về và ở được ngay. Tầng 1, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, gạch lát nền, kích thước gạch 80-80. Căn nhà hoàn thiện xong hết hệ thống trần thạch cao, hồ sơ điện nước đầy đủ cho quý vị hết rồi. Sáng mua, chiều về ở, sổ sách pháp lý rõ ràng, bàn giao nhà trong ngày, giá rẻ. Với căn nhà này quý vị có thể trả trước 500, 600 triệu tiền mặt. Còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian tối đa 30 năm, tối thiểu 3 năm. Lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Với lại nhà có sao thì em sẽ quay và review cho quý vị là như vậy. Ở đây thì hướng nhà Ngọc Anh đang quay là hướng Tây Nam, đồng thời có hướng Đông Nam và Tây Bắc nữa quý vị nhé. Với cái căn nhà này, ở đây thì cái cụm dự án này rất là nhiều căn. Ở đây có những căn nhà mà giá còn chưa đến 1 tỷ rưỡi. Quý vị mà có cái tầm tiền thấp hơn thì quý vị có thể vào căn bên trong giá thấp hơn, giá là 1 tỷ 495 triệu. Tất cả đều sổ đỏ đầy đủ, riêng biệt từng căn, không phải là sổ chung, quý vị yên tâm. Bởi vậy cho nên ngân hàng mới hỗ trợ quý vị vay ngân hàng được ạ. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần hoàn thiện tủ bếp xong hết 100% chuẩn chỉnh. Tủ bếp thiết kế ở trên và dưới là tủ gỗ, mặt bếp thì ốp đá granite, hoàn thiện xong xuôi, chỉnh chu cho quý vị. Căn nhà này lô góc cho nên ưu điểm mở được thêm cửa sổ rất là thoáng. Tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ, thanh vịn ở dưới thì là thiết kế sắt sơn tĩnh điện quý vị nhé. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Rồi tầng 1, ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh để sử dụng công năng ở phía dưới tầng 1. Đường thoáng, ô tô vào tận cửa, lô góc rất là hiếm, diện tích rộng, công năng sử dụng hài hòa, sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng thì quý vị còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay với lại nhà tốt để có thể vừa mua ở vừa để đầu tư gần với các trường đại học sư phạm lớn. Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao cũng rất là dễ cho thuê và tiềm năng tăng giá thì rất là ổn định. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và tầng 2 công năng sử dụng cho quý vị như sau. Tầng 2 thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Cầu thang giữa, phòng vệ sinh đặt ở giữa. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ quý vị nhé. Này, ban công mở hướng ra phía bên ngoài rất thoáng. Hướng nhà của căn nhà của anh đang quay là hướng Tây Nam, lô góc cho nên trong phòng ngoài cái phần mở ban công thì vẫn có cửa sổ hông bên cạnh, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Trên cái phần tầng 2 này chủ nhà lát gạch thẻ nha mọi người, nhìn nó như là sàn gỗ nhưng mà thực ra nó là gạch đấy ạ, rất là đẹp. Với giá bán cả nhà cả đất mới có 1 tỷ 8, 1 tỷ 9 mà lại thông thoáng, cũng như là cái giá bán cả nhà và đất có hỗ trợ về vốn ngân hàng quá là hợp lý đúng không ạ? Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, lavabo. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, từ vị trí ngôi nhà này cách với cổng trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao nó khoảng tầm 7 đến 800 mét. Ô tô vào tận cửa. Đó, thiết kế rất là hợp lý luôn. Và đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong cũng vậy, cửa sổ thông thoáng. Ngoài cái mức giá này thì bên Ngọc Ánh kể cả là tỷ 2, tỷ 3, tỷ 4, tỷ rưỡi vẫn còn. Quan trọng là tầm tài chính của quý vị như thế nào để Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị chọn lựa được căn nhà ưng ý nhất. Còn thì tất cả những cái căn nhà Ngọc Ánh quay, review, chia sẻ cụ thể tới khách hàng 100% sổ đỏ riêng biệt, sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng và căn nào ngân hàng cũng hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu như quý vị có nhu cầu.
Đây là phần tầng 2 rồi, mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Ngoài ánh năng đi lên trên phía tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà với ngôi nhà này. Thì ở đây công năng sử dụng một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phần tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ riêng, một phòng vệ sinh và một sân phơi. Đây ạ. Phòng ốc nào cũng rộng, cũng thoáng, sạch sẽ. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc gần với chợ trường phường trạm. Trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đi lại rất là thuận tiện. Giá bán rất là hợp lý. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh nào cũng đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị. Đó. Và cuối cùng là sân phơi. Và đây là phần sân phơi cụ thể của ngôi nhà. Rộng, thoáng. Có sao thì em quay như vậy, cho nên quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.